Xin chào quý vị, Mỹ Đức hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình Đời Nghệ Sĩ do VTV9 và Truyền hình Việt Nam thực hiện với chủ đề Dưới ánh đèn sân khấu. Trong không gian này, những nghệ sĩ sẽ đến hoặc sẽ quay trở lại để kể với quý vị những giai thoại, đôi khi là những sự cố rất thú vị mà nó chỉ diễn ra dưới ánh đèn sân khấu mà thôi. Và rất có thể chúng ta trong những khoảnh khắc chứng kiến họ dưới ánh hào quang của ánh đèn sân khấu, chúng ta không biết những sự cố ấy. Và ngày hôm nay, chương trình Đời Nghệ Sĩ hân hạnh để chào đón quay trở lại với chương trình để kể câu chuyện dưới ánh đèn sân khấu. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Chào anh Minh Đức. Phi Hùng xin được gửi đến quý vị lời chào thân thương nhất. Bóng em đã xa rồi, thế giới có biết bao người yêu nhau suốt đời, cơ sao số kiếp tôi vẫn hiu quạnh, vẫn mãi dần bước trên đường đời. Dù tình yêu cho tôi giữa đau vui, thế giới có mấy ai được vui trong ái tình, thế nên chẳng thấy tôi quá đơn lạnh. Lúc biết yêu đã xa người, lúc trai ngang đã giăng trời, hương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng, thì tôi yêu đây giữa đơn côi. Tìm trong nhân thế để năm nay một tình yêu, để vẫn thấy ta được yêu, hỡi linh hồn tha hương. Tình yêu đó lúc trong vắng khi cuồng quay, lúc đắm đuối khi đổi thay, như hằn lên vết thương. Nhân gian kia mấy ai được vui, yêu đương trong giấc mơ lẻ loi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thấm ướt hết bao tình ca, cũng ca tình đơn côi. Dần bước trên đường đời, dù tình yêu trôi tôi giữa đau vui, thế giới có mấy ai được vui trong ái tình, thế nên chẳng thấy tôi quá đơn lạnh. Yêu nhau lúc xa nhau rồi, lúc trai ngang đã giăng trời, hương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng, thì tôi yêu đây giữa đơn côi. Tìm trong nhân thế để năm nay một tình yêu, để vẫn thấy ta được yêu, hỡi linh hồn tha hương. Tình yêu đó lúc trong vắng khi cuồng quay, lúc đắm đuối khi đổi thay, như hằn lên vết thương. Nhân gian kia mấy ai được vui, yêu đương trong giấc mơ lẻ loi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thấm ướt hết bao tình ca, ôi tình ca lẻ loi. Hồn tha hương, tình yêu đó
lúc trong vắng khi cuồng quay, lúc đắm đuối khi đổi thay, như hằn lên vết thương. Nhân gian kia mấy ai được vui, yêu đương trong giấc mơ lẻ loi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thấm ướt hết bao tình ca. Ôi tình ca lẻ loi, tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thấm ướt hết bao tình ca. Ôi tình ca lẻ loi. Phi Hùng thân mến, để chủ đề mới của chương trình Đời Nghệ Sĩ có tên là Dưới Ánh Đèn Sân Khấu thì nó xuất phát từ một bài hát rất là quen thuộc, gần đây mọi người hát rất là nhiều ấy. Chỉ có mấy câu hát thôi mà gần như nó tóm lại tất cả những cái trạng thái tình cảm của người nghệ sĩ khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Thì hy vọng hôm nay tất cả những điều đến sẽ được trở lại về trong câu chuyện của Phi Hùng. Phải nói là thời gian đi qua rất là nhanh, hơn 20 năm rồi, nhưng mà lúc nào dưới ánh đèn sân khấu thì em vẫn có một cảm giác mình là Nguyễn Phi Hùng của 20 năm về trước. Lúc nào cũng tràn ngập cái sự háo hức và cũng có một chút hồi hộp, có một chút lóng ngóng nữa. Nhưng mà chỉ có khi mình đứng trên sân khấu, mình vượt qua những cái nỗi lo lắng ấy và mình cảm nhận được cái không gian trực tiếp của khán giả, thì khi ấy bắt đầu mình mới dần dần lấy lại được sự tự tin. Và cái cảm giác bồi hồi ấy nó đã chi phối em suốt hơn 20 năm. Nhưng mà em vô cùng trân trọng cái khoảnh khắc mà mình bồi hồi, mình hồi hộp đó. Bởi vì chứng tỏ một điều là lúc nào mình cũng đến với sân khấu bằng một cái sự vô tư này. Và đôi khi là mỗi ngày thì đều có sự thay đổi. Có thể là có thêm những cái đối tượng khán giả mới nữa. Làm sao mà mình có thể chinh phục được khán giả? Thì đây là một cái điều mà em luôn đặt ra mỗi ngày. Và rồi thì cũng có những cái sự cố. Có nhiều khi nó đi theo đúng cái điều mình mong muốn. Nhưng mà cũng có nhiều khi có những cái sự cố ngoài ý muốn. Nếu như không có những chương trình này thì chắc là cũng khó để chia sẻ. Đấy, và chúng ta sẽ nghe những cái sự cố rất thú vị như thế mà có thể là trong không gian này thì người nghệ sĩ mới được đánh thức ký ức để kể những câu chuyện đấy. Bây giờ hãy quay trở lại thời gian đi. Vì Phi Hùng trước khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng như tất cả mọi người đều biết thì là một diễn viên múa. Mà diễn viên múa thì khi mà họ bước lên sân khấu thì gần như họ bước vào một cái thế giới khác. Họ hóa thân thành những cái hình tượng. Dạ. Có thể là rất là xa cách với lại đời sống thường ngày. Đúng rồi. Thì từ khi nào ấy thì Hùng cảm nhận được cái gọi là sự mê hoặc của ánh đèn sân khấu? Cái cảm giác bước lên sân khấu á, khi mình đã vượt qua cái nỗi lo sợ những cái ban đầu đó, thì mình đã được sống một cuộc đời khác. Mình cảm thấy mình thực sự đang là một hoàng tử hay là một chú chim nhỏ trên cái sân khấu đó, được thể hiện một cái tính cách hoàn toàn mới mẻ. Và nó cũng thử thách bản thân mình, và mình cảm thấy mình được sống rất là nhiều cuộc đời. Và chính yếu tố đó làm cho em cảm thấy nghệ thuật nó có một cái gì đó tạo cho mình có một cái sự giao thoa này, giúp cho mình hiểu về cuộc đời một cách nó rộng mở hơn. Lần đầu tiên là Hùng nhớ là lúc mà mình còn theo nghiệp múa đấy. Cái vai diễn múa đầu tiên ấy, Hùng nhập vai là cái vai gì Hùng? Đúng là một cái vai diễn gọi là đa nhân cách luôn đấy. Tại vì trong cái vai đó thì em được hóa thân trên một sân khấu, nhưng mà thay đồ trang phục trên sân khấu luôn. Biến đổi từ một chàng trai, xong qua một cái thời gian, qua một cái phân cảnh khác thì lại trở thành một cái người giới tính thứ ba. Tức là trong con người của chúng ta thì nó sẽ thay đổi theo cái sự va chạm của đời sống thực tế, và cả những cái điều sâu thẳm trong con người đôi khi chúng ta cũng được bóc tách bằng cái sự va chạm ấy. Cho nên là nhân vật của em đã biến đổi rất là nhiều khía cạnh, thì tất cả những cái cảm xúc đó nó bị dồn nén, nó làm cho mình sống một lúc được rất là nhiều những cái khía cạnh của cuộc sống. Cái vở múa đó là vở múa vào đời, diễn độc diễn trong vòng khoảng 15 phút, nhưng mà nó bóc tách, nó lột tả được rất là nhiều số phận. Bên cạnh cái vở diễn đó thì em cũng được tham gia một số cái kịch múa khác, thì em thấy là rõ ràng nó làm cho mình đời sống mình nó mặn mòi hơn, mình hiểu. Có thể là chúng ta xem các nghệ sĩ múa như sân khấu, nhưng chúng ta bị cuốn hút vào những động tác hình thể rất là đẹp của họ, hay là những cái vai diễn trong những vở ballet cổ điển, nên nhiều khi chúng ta cũng không hình dung ra là người nghệ sĩ đã phải dụng công như thế nào
bỏ công rất là làm sao để có thể hóa thân vào nhân vật như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta xem họ đóng phim ấy thì tương đối dễ hình dung vì nó là nghệ thuật mang tính đại chúng. Đúng hay rồi. Là hát một bài thì nó cũng có vẻ dễ cảm nhận hơn với số đông. Nhưng mà ngôn ngữ múa nó mang một ngôn ngữ đặc thù khác. Thì tại vì ít khi chúng ta trò chuyện đến Phi Hùng về chuyện múa lắm. Tại vì sau này khi mọi người biết đến Hùng chủ yếu là biết đến Hùng trong vị trí là một ngôi sao ca nhạc hay là một diễn viên điện ảnh thôi. Thế còn cái quãng thời gian Hùng là một nghệ sĩ ba lê nó kéo dài tới cả chục năm, nhưng mà có thể nhiều người cũng không biết về nó nhiều lắm. Thì mình dành một chút thời gian để mình nói một chút về nó đi. Vẫn đang trong chủ đề là diễn ở sân khấu ấy. Thì khi mà mình trở thành một diễn viên múa như thế, khi mà mình hóa thân thành những nhân vật như Hùng vừa chia sẻ đấy, trong vở diễn Vào đời hay rất nhiều những cái vở ba lê cổ điển là toàn là những vai hoàng tử hay là những cái nhân vật mà trong mắt đám đông là đẹp lộng lẫy như thế, thì cái mặt trái của cái hào quang đấy á, thì người nghệ sĩ đang phải nỗ lực như thế nào để có thể vào được những cái vai mà đôi khi khán giả họ cũng chỉ nhìn thấy cái vẻ đẹp bề ngoài thôi. Phải nói là càng những cái vai diễn mà nó hào nhoáng ấy thì mình lại càng phải khổ luyện nhiều hơn. Tại vì mình sẽ trở thành tâm điểm của tất cả mọi người đều hướng về một cái vai của một cái người nhân vật chính. Chính vì thế cho nên là từng cái động tác phải làm sao phải chuẩn chỉnh. Chính vì vậy cho nên là phải trả giá bằng những giọt mồ hôi và cũng có cả những cái chấn thương nữa. Tại vì nghề múa thì đôi khi một cái sàn nó chỉ cần trơn một chút xíu, mình không có cẩn thận một chút xíu là cái chuyện mà chật chân là chuyện đương nhiên rồi. Và nhìn những người bạn nữ diễn chung nữa, đi những đôi giày mũi cứng, mỗi lần mà mở cái đôi giày mũi cứng ra thì cái đôi chân nó không còn lành lặn như bình thường nữa. Nhưng mà khi mọi người đã cảm nhận được cái giá trị cao đẹp của nghệ thuật rồi thì ai cũng có thể sẵn sàng, có thể hy sinh cả bản thân về những cái điều kiện cơ thể. Nếu như mình không học múa thì bây giờ mình đã có cái chân không có sứt sẹo nhiều nè, mình không có cái đốt xương của mình nó bị khác biệt so với người khác. Nhưng mà tất cả những người nghệ sĩ đều cảm thấy cái chuyện chấp nhận đó là cái chuyện đương nhiên và họ hạnh phúc với cái điều đó. Chỉ mong sao là khán giả có thể cảm nhận được phần nào cái vẻ đẹp trong cái nhân vật đó thì đối với họ là một cái món quà lớn nhất. Thì cái chuyện mà chật chân là thường xuyên rồi đó. Và lúc nào thì cũng phải sẵn sàng tinh thần là bó bột hoặc là đắp những cái đá để cho cái vết thương nó mau lành. Đó là những cái sự cố thường xuyên nhất. Nhưng mà cũng có những cái sự cố mà nó ngoài ý muốn. Đó như là nhiều khi cái quần áo nó bị chật quá. Đang diễn mà bị tét quần, tét áo là chuyện bình thường. Nhưng mà lúc đó mình vẫn phải diễn sao cho tròn cái vai diễn. Sau đó mình mới bước vào sân khấu, muốn làm gì thì làm. Nó luôn luôn có một cái cảm giác coi như là tập trung hết sức. Sau mỗi cái vở diễn đó đôi khi là phải xả vai. Vừa do cái lực làm việc quá nhiều. Thứ hai là phải dùng cái sức á. Cho nên là phải nghỉ ngơi một vài ngày để cho cơ bắp nó bình ổn trở lại. Chứ nếu mà cái cường độ mà biểu diễn như vậy, tại vì những cái vở ba lê thì luôn luôn đòi hỏi cái người diễn viên phải bỏ hết cái tâm lực thì mới có thể hoàn thành trọn vẹn được cái điều mà khán giả mong muốn. Từng chút là khán giả bắt lỗi rồi. Với một cái điều kiện làm nghề rất là khó khăn, chúng ta biết là Việt Nam thì người nghệ sĩ cũng không thể nào mà diễn liên tục hay là có những cái tour diễn thường xuyên vòng quanh thế giới để có thể kiếm nhiều tiền chẳng hạn. Đúng rồi, nếu như mà cũng là ngành múa nhưng mà có thể một số các bạn sẽ đi diễn các sự kiện, hội nghị hoặc là các đám cưới vẫn có thể nhiều tiền hơn là một cái người diễn viên mà ở một cái đoàn chuyên nghiệp. Thì đây là một cái điều mà giống như là mình thấy được cái sự hy sinh, sự yêu nghề của những người diễn viên ấy thì họ mới lựa chọn cái công việc này. Nhân nói về cái chữ là yêu nghề. Đó, thì nhiều khi á, ở góc độ công chúng ấy, nhiều khi người ta cũng không cảm nhận được cái điều đấy rõ đâu. Người ta chỉ nghĩ là cái nghề gì mà làm cho mình nổi tiếng hoặc là kiếm nhiều tiền thì mình có lý do để yêu. Chứ tại sao làm một cái nghề mà ai cũng kêu là khổ lắm, mà lại còn không phải là phổ thông lắm, lại không phải là có nhiều khán giả lắm. Người ta cũng dễ dàng kể tên một ngôi sao ca nhạc hay là một diễn viên điện ảnh ngôi sao, chứ bảo một ngôi sao múa chắc là không phải ai cũng dễ dàng mà tìm ra được. Thì một cái nghề mà danh thì cũng không phải là dễ dàng để có, tiền thì cũng không nhiều, mà lại khổ sở, vất vả, đau đớn như thế. Thì nhiều khi người ta cũng sẽ khó lý giải là vậy thì cái động lực nào khiến người nghệ sĩ có thể theo nghề được. Thì ở cái thời điểm mình còn là theo nghề múa đấy á, gặp được câu hỏi như thế thì Hùng sẽ trả lời như thế nào? Thực sự thì những người nghệ sĩ múa rất là kiệm lời. Tại vì họ biết cái giá trị lao động của họ, cho nên là họ không có tô vẽ bản thân. Họ chỉ làm sao cố gắng để truyền tải vào nhân vật một cách nó trọn vẹn nhất. Khi mà chưa trọn vẹn thì người ta còn phải cố gắng đến mức trọn vẹn. Cho nên là có đôi khi cái niềm đam mê ấy nó quên đi cả những cái nhọc nhằn thường ngày nữa. Để người ta dùi mài trên sàn tập, mong sao là ra một cái tác phẩm để họ vượt lên chính mình, vượt lên một cậu học sinh ngày nào, để chứng tỏ một cái chuyên môn, cái thực lực của mình.
Và nếu như bản thân em ấy, lúc đó nếu đoàn không giải thể thì chắc chắn là em vẫn còn gắn bó với đoàn. Tại vì em nghĩ là những cái ngành đó là mình đã yêu mến và đã dấn thân suốt 7-8 năm. Thì bây giờ đoàn như thế nào thì mình phải chịu thôi. Thế còn thâm tâm mình thì mình vẫn cảm thấy là giống như là những người diễn viên múa thì rất là kiệm lời, nhưng mà đã lựa chọn cái gì thì luôn luôn có một cái sự kiên định, và chính cái điều đó làm cho chúng ta còn gìn giữ được những cái vở múa, những cái gì mà nó thuộc về sự tinh túy của nghệ. Nhân nói việc sự chuyển nghề, có thể nói là Hùng là một người may mắn khi mà có thể có một cái bước chuyển nghề thành công, từ diễn viên múa sang một ca sĩ chuyên nghiệp và trở nên nổi tiếng. Minh Đức có một thí dụ, đó là một người bạn của Minh Đức là nữ ca sĩ Ngọc Tuyền, cũng là một ca sĩ opera hàng đầu. Đúng và rồi. Cô ấy cũng xuất thân là một diễn viên múa. Đúng nhưng rồi. Sau đó thì đã có một cái bước chuyển và cũng rất là thành công trong lĩnh vực của mình. Mặc dù có thể là dòng nhạc cô lựa chọn thì nó không phải là quá đại chúng để công chúng có thể biết đến nhiều như là nhạc nhẹ, nhạc pop như Nguyễn Phi Hùng. Nhưng mà dẫu sao thì cũng có thể đấy là ghi nhận là những cái sự chuyển nghề thành công, và vì nhiều lý do thì có thể khiến người ta phải có những cái lựa chọn như vậy. Bây giờ chúng ta đến cái câu chuyện về một ngôi sao ca nhạc đi. Đấy, đây là quãng thời gian hoạt động gọi là sôi động nhất, sôi nổi nhất và thành công nhất của Phi Hùng rồi, thì hẳn nhiên nó cũng sẽ gắn bó với rất nhiều những câu chuyện thú vị dưới ánh đèn sân khấu. Thì khi mà bắt đầu chuyển sang nghiệp ca hát thì Hùng cũng có từng chia sẻ về cảm giác của Hùng khi mà bước lên sân khấu lớn lần đầu tiên ấy, khi mà trong vị trí của một ngôi sao đang được lăng xê ấy. Bây giờ thì trở lại cái thời khắc đó đi, cái khoảnh khắc mà bước lên cái bậc cuối cùng ấy, ở trên cái cầu thang để ra sân khấu ấy, trong cái live show phải nói là lịch sử của cái cuộc lăng xê cũng rất là lịch sử ấy, lúc đấy Hùng đã nghĩ như thế nào? Lúc đó thực sự là một cái sự hoang mang, lo lắng tột độ luôn. Tại vì chưa bao giờ mình đứng trước hàng ngàn khán giả hết, mà trong khi đó trời thì đổ một cơn mưa rất là lớn. Và trước đó thì mình nghĩ rằng là đêm nay chắc là out rồi, bởi vì cơn mưa này thì không thể khán giả tới được. Cuối cùng là cái người quản lý là chị Thủy và tất cả công ty vừa dứt cơn mưa cái là phải lao lên phụ với tất cả ekip hậu đài lau cái sàn lau cái sàn cho sạch. Và lúc đó thì chưa thấy khán giả nào hết, nhưng mà khoảng nửa tiếng trở lại một cái, trời ơi khán giả ở đâu mà sao đông tràn ngập, khoảng 3.000 khán giả chật kín cái sân 4A nhà văn hóa thanh niên. Thì lúc đó là cái tim nó bị loạn nhịp luôn rồi. Và lúc đó vô thức cứ đi ra đi vào, mà không phải ra vào sân khấu mà nhiều khi đi vào cái restroom á, xong lại đi ra, đi vào đi ra, làm cho cái người trông coi đó nói sao anh cứ đi ra đi vào hoài vậy. Nhưng mà mình không biết được, tại vì cái ruột lúc đó nó cứ bồn chồn mà nó quặn, nó đau rồi nó lo lắng đủ thứ hết á. Thế là khi mà bắt đầu tiếng nhạc nổi lên là mình không còn đường rút nữa rồi. Bây giờ có hối hận cũng không được, bởi vì là mình là gánh nguyên một team luôn, tất cả mọi người đều trông ngóng vào mình. Mặc dù là rất hồi hộp nhưng mà tiếng nhạc nổi lên rồi là mình không có thoái thác được, là mình phải bước lên sân khấu thôi. Thì cũng may là cái bài đầu tiên thì là cái bài mà có dàn dựng vũ đạo với nhóm múa và vũ đạo, thì khi em bước lên sân khấu thì dường như là mình lại được trở về là chính mình. Mình lại được hòa nhập một cách nó nhanh nhất. Cho nên là khán giả cũng dễ cảm nhận được một cái sức nóng từ những cái màn vũ đạo đó. Bài đó là bài Bailamos ạ. Khán giả vẫn cảm thấy rất là hào hứng, thấy một ca sĩ lần đầu tiên bước lên sân khấu mà nhảy vũ đoàn, thì hồi đó chưa có nhiều người mà thể hiện kỹ năng đó. Bài đầu tiên thì đã ghi điểm với khán giả, nhưng mà chưa hết hồi hộp. Cũng phải tới khoảng bài thứ 3, thứ 4 bắt đầu mới khi mà cái thân nhiệt mình nó nóng lên rồi, và cảm nhận quen cái ánh sáng, quen với ánh đèn và quen với khán giả, lúc đó bắt đầu mới lấy lại được cái sự tự tin. Và sau cái đêm diễn đó thì em ngồi thừ ra, kể cả người quản lý và nguyên ekip, tức là không ai nghĩ là có thể làm được một cái chương trình như vậy. Và sau đó thì những cái dư luận của báo chí dành cho cái sự phân tích trong cái cuộc lăng xê ấy thì cũng có những cái sự góp ý rất là chân thành. Thì điều quan trọng nhất là em cảm thấy mừng, đó chính là mình đã vượt qua chính mình, vượt qua một người nhút nhát mà dám dấn thân bước qua một cái lĩnh vực mới. Và mình biết được là cái con đường để trở thành một người nghệ sĩ nó không phải là 6 tháng, mà nó là một cái hành trình rất là dài. Cho nên là mình còn có rất là nhiều thời gian để tiếp tục học hỏi. Nhưng mà cái sự khích lệ đầu tiên ấy là giúp cho mình tin vào bản thân mình hơn.
Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ. Và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, anh mong lau mắt em khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu. Giữa những đam mê tăm tối, liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. Người năm xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười. Em ở nơi xa xôi vô lối, mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta. Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ, ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa. Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Anh mong lau mắt em khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn mong lau mắt em cô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu, hết muộn sầu, hết muộn sầu. Khi mà chúng ta xem một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu cùng với vũ đạo ấy, thì chúng ta thường dễ bị choáng ngợp bởi những cái hiệu ứng thị giác nó tác động vào chúng ta. Đúng. Nhất là cái mấy chục năm trước ấy, ca sĩ mà vừa hát vừa nhảy múa điêu luyện vũ đoàn thì không có nhiều đâu. Thậm chí là ca sĩ Như Hùng còn nhảy múa còn đẹp hơn cả vũ đoàn ngày đấy. Cái vũ đoàn mà em hợp tác là vũ đoàn Hàng Thông, thì lúc đó em cũng là một cái người thầy dạy múa cổ điển cho các bạn. Và khi em chuyển qua lĩnh vực làm ca nhạc thì các bạn lại quay qua phụ mình, các bạn lại dạy mình về những cái kỹ năng về bên nhảy hiện đại. Thế như vậy cho nên là nó cũng có một cái kỷ niệm mà đến nay là hơn 20 năm rồi, lúc nào cũng muốn gắn bó với vũ đoàn ấy, bởi vì nó có rất là nhiều những cái kỷ niệm khó quên. Thì nhân nói về nhảy ấy, thì có một lần trong chương trình Đời Nghệ Sĩ cũng chủ đề diễn ở sân khấu, thì ca sĩ Ngọc Ánh, Nữ Hoàng Nhạc Rock một thời, chị có chia sẻ là người ta hay nói đùa là một ca sĩ mà nhảy dữ dội, có phải là nhảy gì mà nhảy sập sân khấu, thì chị bảo là chị đã từng nhảy sập sân khấu thật. Còn Hùng ấy, đấy, với tất cả bằng đấy năm vừa hát vừa nhảy sân khấu, có những cái câu chuyện thú vị nào tương tự như vậy? Có, chuyện sập sân khấu là
là hình như là cũng khá phổ biến. Tại vì thì em không có ngại một cái sân khấu nào hết và lúc nào cũng muốn được biểu diễn. Chính vì vậy cho nên là cũng có những cái sân khấu hội chợ này, khi mà họ làm tạm bợ để làm sao mà làm xong cái rút lẹ để qua điểm khác, thì có nhiều khi họ quên đóng cái đinh, họ xếp mấy cái ván thôi, nhảy cái tự nhiên hụp một cái, trong tích tắc thôi là mình đã thấy mình ở dưới. Trời ơi, mà đúng là trời cũng thương. Xung quanh đó là gạch đá sỏi bao nhiêu nhưng mà cũng không có bị chấn thương nhiều, nói chung chỉ bị chật nhẹ cái tay sưng sưng chút xíu thôi. Nhưng mà ngay trong phút đó là vừa té xuống cái là vẫn nghĩ rằng là phải đứng dậy để biểu diễn cho trọn vẹn cái bài hát mà khán giả đang yêu thích. Và khán giả cũng xuống vào để xem mình có làm sao không. Mình nói cố gắng chấn tĩnh khán giả lại, không sao, không sao. Diễn xong chọn cái buổi diễn đó, bắt đầu về mới thoa dầu. Trên sân khấu có nhiều khi đang diễn thì mất điện chẳng hạn. Thì lúc đó là mình phải sẵn sàng với tâm thế là hát chay luôn. Đó, và khán giả thì lúc nào cũng có những cái kỷ niệm bất ngờ. Và chính cái bất ngờ ấy làm cho phát huy cái tính nghệ sĩ, làm cho người ta yêu mến nghệ sĩ có nhiệt huyết hay không là ở những cái tích tắc đó. Và nhất là trong những cái giai đoạn mà thăng hoa rực rỡ nhất trong sự nghiệp của mình, ở những năm tháng thanh xuân ấy, thì cái sự hấp dẫn của một nghệ sĩ trình diễn như Phi Hùng và cả cái ngoại hình đẹp trai nữa, nó có trở thành một cái gì đấy là vừa là sức hút mà đồng thời cũng là cái sự phiền toái cho Hùng dấy lên sân khấu không? Đương nhiên rồi. Lúc đó thì do cái sức hút rất là lớn về những cái bài hát được khán giả yêu thích, cho nên là có đôi khi mình đi biểu diễn á, thì ngoài cái sự bảo vệ của dàn, bảo vệ của các đoàn á, thì mình cũng phải cẩn thận chút xíu. Tại vì có người sẽ ngắt nhéo, có người sẽ nói chung là mà ngắt nhéo những cái chỗ mà mình không mong muốn. Nhưng mà có nhiều cái mình không tránh được. Và kể cả những sự cố mà trong cái đám đông đó thì cũng có những cái điều đáng tiếc xảy ra. Ví dụ mình có đeo những cái gì mà phụ kiện gì đó thì mình cũng không thể trách mọi người được. Sự so đẩy đó nó cũng sẽ làm mình ảnh hưởng và có thể thất lạc. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng cảm thấy là đó cũng chính là những cái hành trang kỷ niệm, và mỗi người nghệ sĩ nên có những cái trải nghiệm ấy thì chúng ta mới cảm thấy yêu và khám phá được nhiều vùng miền và cống hiến được nhiều hơn, chứ nó không phải là cái gì làm cho mình quá hoảng sợ. Vâng, và tất cả những khoảnh khắc dưới ánh đèn sân khấu, những trải nghiệm ấy đã làm nên con người nghệ sĩ như ngày hôm nay chúng ta thấy ở Nguyễn Phi Hùng. Xin cảm ơn Phi Hùng rất là nhiều đã trở lại với Đời Nghệ Sĩ trong chủ đề này. Xin chúc Hùng nó lại cũng thành công hơn nữa cả ở trên sân khấu và ở ngoài cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh. Và mỗi khi mà khán giả mà muốn yêu cầu thêm mà em không còn thời gian nữa thì em hay hát cái câu này: dù bàn chân anh bước mà hồn sao trắng rơi, đời anh vui nơi ấy, sống bên em qua kiếp người. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và rồi trong duyên kiếp sẽ trọn đời ta có đôi. Dù bàn chân anh bước, vì biết em vui nơi ấy, sống bên anh qua kiếp người. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và rồi trong duyên kiếp sẽ trọn đời ta có đôi. Vâng, chắc chắn là mọi người rất tin câu chuyện của Phi Hùng, bởi vì nó đã được kể ra một cách rất là chân thành, rất là vui vẻ trong không gian của Đời Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của Minh Đức cùng với ca sĩ diễn viên Nguyễn Phi Hùng. Right now. Okay, yeah. Khi màn đêm bừng lên nhạc khúc tango, đến bên anh, sát vai anh, như đại dương mộng mơ ôm lấy trăng sao, đến bên nhau giữa muôn màu, như nụ hoa hồng xinh vừa hé môi cười, ngất ngây say, ngát hương bay, anh dìu em hòa theo nhịp bước tango, khúc hoan ca đắm say lòng. Ngoài kia bao nhiêu nụ hồng đẹp kiều sa, mà tìm anh riêng chỉ trao cho mình em.
một hình dáng như nàng tiên trong lòng anh, lòng mơ ước không rời xa. Em nghe chăng yêu thương trong phút giây này, ngỡ đã yêu rất lâu rồi. Vui bên nhau đôi ta cuốn trong điệu nhạc, khúc hoan ca mãi bay xa. Ngoài kia bao nhiêu nụ hồng đẹp kiều sa, mà tìm anh riêng chỉ trao cho mình em. Bóng dáng ấy như tiên nga trong lòng anh, lòng mơ ước không rời xa. Em nghe chăng yêu thương trong phút giây này, ngỡ đã yêu rất lâu rồi. Vui bên nhau đôi ta cuốn trong điệu nhạc, khúc hoan ca mãi bay xa. Em nghe chăng yêu thương trong phút giây này, ngỡ đã yêu từ thuở nào. Lòng trào dâng bao khát khao khi bên người, khúc hoan ca mãi bay xa. Nhạc tình dọn dàng ngất ngây tâm hồn, ước bên người mãi không rời. Trao cho nhau yêu thương say đắm trong tim, khúc hoan ca mãi bay xa. Điệu nhạc tình dọn dàng ngất ngây, lời tình ngọt ngào dịu dàng đắm say trao người. Nào mình cùng hòa nhịp đập trái tim, đêm với nhau cho trọn đêm nay. Điệu nhạc tình dọn dàng ngất ngây tâm hồn, ước bên người mãi không rời. Trao cho nhau yêu thương đắm trong men tình, khúc hoan ca mãi bay xa. Sẽ còn có nhiều câu chuyện thú vị dưới nền sân khấu nữa được chia sẻ trong chương trình Đời Nghệ Sĩ. Và đến đây thì Minh Đức và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cũng xin được thân ái gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Một trong những nghệ sĩ hoạt động sôi nổi nhất, từ sân khấu ca nhạc qua lĩnh vực phim ảnh và màn ảnh truyền hình. Ở đâu, anh cũng gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, luôn luôn tươi mới, dù đã đứng trên sân khấu suốt 30 năm. Đó là ca sĩ Nguyên Vũ. Ca sĩ Nguyên Vũ sẽ mang tới những giai thoại vô cùng thú vị đằng sau ánh đèn rực rỡ của sân khấu ca nhạc, những nỗi niềm, những thăng hoa và cả những sự cố hy hữu, tất cả làm nên một đời sống nghệ sĩ vô cùng sôi nổi và đáng nhớ. Đón xem chương trình Đời Nghệ Sĩ dưới ánh đèn sân khấu cùng ca sĩ Nguyên Vũ. Tìm trong nhân thế để năm nay một tình yêu để vẫn thay ta được yêu, hỡi linh hồn tha hương. Tình yêu đó lúc trong vắng khi cuồng quay, lúc đắm đuối như hằn lên vết thương nhân gian kia.